Xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đẹp 192. Quý vị ơi, hiện tại Nhà Đẹp 192 đang đứng ở gần một cái tòa chung cư mà hiện tại bây giờ là đang quay tôn và sắp tới thì sẽ là và gần với tòa chung cư ngày hôm nay thì ở trong một cái khu dân cư đây quý vị này, một cái khu dân cư toàn nhà giàu thôi. Đấy, đây quý vị thấy là một trệt hai lầu, có tân cổ điển, có mái thái, có rồi bên này này, bên này là một quả nhà mãi nhật. Căn này thì phải là tầm ngang 10 mét. Thì trong cái khu dân cư ngày hôm nay thì sẽ có một căn nhà. Và câu chuyện mà ngày hôm nay Nhà Đẹp 192 sẽ kể với quý vị, đó là một căn nhà của một đại gia thành công. Mà sau những cái thời gian mà anh này anh gắn bó ở cái mảnh đất Bình Dương này, thì bây giờ anh phải về quê. Anh về quê với ý nghĩa là để phụng dưỡng cha mẹ già, chứ không phải là về quê vì một lý do nào khác. Không phải là vì vỡ nợ, không phải là vì là làm ăn không được, mà bây giờ anh giàu quá rồi, anh đủ tài chính rồi, anh đủ về tất cả mọi thứ rồi. Thì anh nhớ đến là công lao sinh dưỡng của cha mẹ, thì anh sẽ về quê để phụng dưỡng cha mẹ quý vị. Đây, đây là cái con đường phía trước của chúng ta, hướng bên này ngược lại đấy quý vị. Hướng bên này thì chúng ta sẽ đi ra khoảng tầm 3-4 nghìn căn phòng trọ ở khu vực bên này. À, quý vị các bạn thấy không? Một cái căn nhà nằm ở một cái vị trí nó cũng khá là đắc địa luôn. Địa chỉ chính xác của căn nhà này là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở đây chúng ta gần nhất là gần với là vòng xoay An Phú, chúng ta gần với chợ Phú Phong, chợ Đông Đô. Và căn nhà này ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu á, thì nếu mà quý vị các bạn chúng ta mua được căn nhà này thì chúng ta sẽ mua được cái tài lộc, những cái mà vượng khí của căn nhà này gia chủ để lại nhá. Đây sẽ là nhân vật chính ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và chúng ta tham quan quý vị các bạn. Một căn nhà xây dựng theo hình thức là tân cổ điển, tông màu chủ đạo ở khu vực mặt tiền này sẽ là tông màu vàng cát là chủ đạo quý vị các bạn. Căn nhà ngày hôm nay sẽ xây dựng trên cái khuôn viên đất là ngang 5, dài 17m, 85m2 quý vị nhá. Và nhà thì đã được hoàn công trên sổ rồi. Cái mức giá bán hiện tại bây giờ anh này anh bán thì anh sẽ nhượng lại tất cả nội thất. Giá thì em sẽ báo ở cuối video, nên là quý vị các bạn chúng ta nhớ theo dõi đến cái giây cuối cùng để chúng ta nắm bắt được đầy đủ thông tin về căn nhà này. Thì quý vị thấy là ở một cái mặt tiền bên ngoài thì với mẫu tân cổ điển thì được anh chủ này anh xây dựng, anh đắp phủ điêu cũng như là có những cái quả đèn trang trí hay là đèn rọi, đèn hắt trông rất là đẹp luôn. Và căn nhà này là đích thân anh chủ anh xây dựng nên, anh tự thiết kế và anh tự xây dựng nên, chứ không phải là nhà xây sẵn quý vị nhá. Nhà thì đã qua sử dụng rồi, bây giờ giàu quá rồi, đủ rồi, vợ rồi, con rồi. Bây giờ là nhớ đến công sinh thành của cha mẹ. Bây giờ cha mẹ cần đến anh thì anh sẽ về, anh về để phụng dưỡng cha mẹ già. Đó quý vị, nên là căn nhà này hôm nay có một cái ý nghĩa rất là lớn luôn. Bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để chúng ta xem là căn nhà mà được anh chủ Thành Đạt này xây dựng nên thì sẽ có gì đặc sắc. Đây sẽ là có một cái bộ cửa này. Bộ cửa này sẽ là bằng nhôm đúc quý vị. Đó, cầm rất là chắc tay và rất là nặng luôn. Bộ cửa này thì được tạo hình, tạo dáng, trông cũng rất là nghệ thuật. Và đây là xe của anh này. Đó, xe của anh thì bây giờ anh đang để ngay khu vực gara xe hơi đây luôn. Mời các bạn chúng ta cùng vào đây. Xe này của anh là xe 7, xe 5 chỗ, nhưng mà dòng 7 chỗ thì chúng ta cũng có thể mình bố trí được nha các bạn nhé. Ở trên thì anh có lợp mái che theo kiểu là mình làm dạng kéo di động như thế này. Lúc mà chúng ta không mưa gió chúng ta có thể kéo ra, còn không thì kéo vào. Còn nếu mà không mưa thì mình sẽ kéo ra cho nó thoáng. Ở hai bên thì anh để coi những cái chi tiết như là đèn trang trí. Và ngay đây thì anh làm một cái hồ cá koi mini nhỏ nhỏ thôi quý vị nhé. Đấy, nước chảy róc rách này kia. Về phong thủy thì em thấy là khá là tốt đấy. Người ta bảo là giàu thì nuôi cá và khá thì nuôi chim. Anh này anh giàu thì anh phải nuôi cá là đúng rồi. Đấy, ở đây thì có thêm những cái gạch chỉ này quý vị này. Và trên này là những cái viên đá cuội được xếp hình với nhau, tạo dáng với nhau, trông cũng rất là đẹp luôn. Ở trên thì có thêm những cái đèn trang trí như thế này cho quý vị các bạn chúng ta thấy nhá. Đó, đây là bộ phận máy lọc này, máy lọc của cái hồ cá này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đây. Anh này anh xây, anh là người Nam Định. Anh xây căn nhà này thì theo thiên hướng là để ở. Và bây giờ thì như em nói ngay từ đầu video á, thành công quá rồi quý vị ạ. Em cũng là một người con xa xứ mà cũng hy vọng là hôm nay đến review thì sẽ thưởng được một chút lọc nào của anh. Đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ cửa đây. Bộ cửa này thì anh sử dụng bằng gỗ đỏ luôn.
full có đỏ luôn quý vị ạ. Đó, từ cái khu vực ở trên cũng như là bên ngoài này thì được anh làm bằng full có đỏ luôn, cầm rất là chắc tay. Và cái này là đồng nguyên khối quý vị này. Đồng nguyên khối được dập nổi và làm khá là chi tiết luôn. Và mình sẽ có một cái bậc tam cấp là 1 2 3 để chúng ta dẫn vào cái không gian phòng khách. Thì khi mà nghe anh chia sẻ thì anh cũng nói là ở cái ý nghĩa của cái việc này là tượng trưng cho là phúc lộc họ. Anh này anh người Bắc nên là xây nhà anh rất là kỹ trong cái chuyện vấn đề là phong thủy cũng như là về mọi thứ set up decor trong căn nhà này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đây quý vị. Chúng ta sẽ cùng vào đây. Hôm nay em review cho quý vị thì tất cả mọi thứ thì sinh hoạt gia đình thì hiện tại bây giờ anh này anh đang ở đây. Và anh đang sinh hoạt mọi thứ thì đang nhịp sóng đang diễn ra ở đây quý vị. Nên là có gì mà hơi bề bộn thì quý vị các bạn chúng ta xem video thông cảm. Đây là hiện tại em đang đứng ở ngay không gian phòng khách của căn nhà mà ngày hôm nay em muốn gửi đến cho quý vị. Nổi bật ở đây thì chắc chắn là sẽ là một cái màu sắc, một cái tông màu toàn là gỗ không quý vị nha. Ở đây thì có cụ Di Lặc ngồi dưới cây tùng La Hán, nhưng mà anh sẽ để lại nội thất, nhưng mà em nghĩ một số chi tiết thì có thể là anh phải giữ lại, nó gắn liền với kỷ niệm của anh. Có thể là giống như là bức gỗ này, bức tượng gỗ này, cụ Di Lặc ngồi dưới cây tùng đây, thì em nghĩ là chắc chắn là anh sẽ giữ lại, tại vì theo em anh có chia sẻ cái này nó kỷ niệm. Còn nếu mà biết đâu được quý vị chúng ta hứa duyên thì một vị khách nào hứa duyên có thể anh tặng luôn cũng được. Rồi đây thì chúng ta có một bộ bàn ghế nhá. Quý vị thấy đó, một bộ bàn ghế salon cũng nhìn cũng rất là chắc tay. Bộ này thì em cũng chưa hỏi là bằng gỗ gì. Phía sau này sẽ là bốn bức tranh được làm là vinh hoa phú quý. Đúng quý vị, và cái này thì là 100% là bằng gỗ có đỏ luôn, full có đỏ luôn. Ở những cái chi tiết này thì, và anh có chia sẻ là những cái này thì anh phải đặt ở bên ngoài tiệm vàng thì mới làm được, làm theo cái mong muốn và theo cái ý muốn của anh. Và kể cả đây cũng vậy này, mã đáo thành công, cái này cũng là full gỗ đỏ luôn các bạn này. Đấy, chúng ta mã đáo thành công những con ngựa không, nhìn rất là đẹp luôn, và anh phải đặt ở bên ngoài tiệm vàng thì mới có. Ngay đây thì anh dùng khu vực này để thờ bàn thờ ông địa. Đây ở trên vẫn là một cụ Di Lặc ngồi dưới tán cây tùng. Đấy, rất là to luôn. Còn bên này lại tiếp tục luôn, anh này có vẻ anh rất là thích chơi đồ gỗ nhỉ. Ở đây sẽ là khu vực để chúng ta bố trí là dàn âm thanh, âm ly rồi tivi các thứ đây. Đấy, và kể cả những cái bộ này thì anh cũng sẽ tặng luôn cho quý vị. Rồi bên này quý vị, ở đây này, một bức tranh trộn bồm xuôi gió rất là to nha. Và cái bộ này thì theo em nghĩ là cũng phải giá trị lắm, tại vì những cái bức tranh này thì anh sẽ đặt và anh khu vực ngoài này anh dát vàng hết các bạn này. Dát vàng hết, và những cái này thì sẽ tặng lại hết nhé. Bên này là khu vực tủ dây. Và đây là một bức gỗ được tạo hình tạo dáng cũng khá là hay luôn. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một chiếc đồng hồ quả lắc, cái này cũng full gỗ đỏ luôn. Thì đồ này, đồ của anh sử dụng chắc chắn là em nghĩ là sẽ là xịn, khá là ok. Rồi chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một chút xíu về cái không gian ở phía trên trần nhà đây. Trần này thì anh sử dụng trần thạch cao giật cấp, là một cái mấu tân cổ điển, thì chúng ta sẽ đi theo cái tông màu trắng là chủ đạo. Ở đây thì có đèn hắt, đèn chiếu sáng, quạt này sẽ là quạt Panasonic, và kể cả những cái đèn chiếu sáng nhỏ như thế này quý vị này thì anh cũng sử dụng là bằng đèn Panasonic hết nha. Thứ nhất là vừa tiết kiệm nhiên liệu, cái thứ hai là rất là sáng luôn. Rồi đó là tổng quan sơ bộ về cái không gian ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ vào khu vực mà phòng ăn, nơi mà người phụ nữ quyền lực của gia đình rất là ưa thích. Với không gian phòng ăn này thì chúng ta sẽ thiết kế được rất là rộng luôn các bạn ạ. Về ngang chúng ta sẽ là 5m, nên là chúng ta sẽ bố trí và tối ưu được cái không gian. Với một cái không gian bếp thì bản thân em nghĩ là đầy đủ hết rồi, tại vì mọi thứ thì đang sinh hoạt hàng ngày quý vị nhá. Ở đây ta sử dụng là gỗ này là gỗ sồi, sồi Nga quý vị này. Đấy, sồi Nga nó sẽ cho ra cái vân như thế này rất là đẹp luôn. Mặt bàn thì đá đen, có bếp từ máy hút bùn, nói chung là đầy đủ cả rồi. Bên trong có meca đây, tủ lạnh hai cánh, cũng sẽ nhượng lại cho quý vị nào chúng ta hữu duyên. Bên này thì máy nước này kia, bộ bàn ghế đây, này còn thiếu hai ghế nha quý vị nhá. Đó, ngoài ra thì còn thêm hai ghế nữa. Ở trên trần cũng là một cái hệ trần thạch cao cũng tương tự như ngoài phòng khách thôi các bạn. Có quạt trần này kia, và khu vực mà em thích nhất đó chính là nguyên cái dàn này. Anh này anh sưu tầm rượu, rượu Tây có, rượu ta có, ở đây rất là nhiều loại luôn. Có sâm rồi thì linh chi rồi đinh lăng rồi chuối hột rồi sim rừng rồi, ui rất là nhiều loại luôn. Và rượu này thì anh đưa từ ngoài quê, mẹ anh nấu đưa vào để anh ngâm. Ở đây thì có thêm một số cái loại rượu, rượu ngoại si vát thì biết này kia cái thứ đây, rất là nhiều thứ luôn. Rồi ra sau này đi quý vị ơi, sau này sẽ là không gian giếng trời đây này, không gian giếng trời phía sau.
có một chút tiểu cảnh nho nhỏ ở phía ngoài này, và chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh ở không gian tầng trệt đây thì cơ bản em thấy thì cũng đầy đủ mọi thứ, nội thất thì cũng ok hết. Đó, có đèn đây, mọi thứ thì cũng như vậy thôi, tại vì sơ bộ là anh đang sinh hoạt, đang sinh sống ở tại đây luôn. Và quý vị nhớ nhá, căn nhà này nếu mà mua thì bây giờ chúng ta sẽ hưởng được cái lọc của anh này. Đó, anh này anh thành công rồi, anh có sự nghiệp, có vợ con đầy đủ rồi, bây giờ anh về anh báo hiếu cha mẹ này, anh sẽ nhượng lại thôi. Đó, chứ nhà thì về mọi thứ thì quý vị chúng ta xem video chúng ta thấy đó, và đã được hoàn công rồi, anh này anh hoàn công rồi, nhà ở nên anh hoàn công làm sẵn hết rồi quý vị nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiến dần tới khu vực cầu thang đây. Một hệ cầu thang được làm bằng đá kim sa, đá hoa cương, mặt dựng thì là cổ trắng. Và đây thì là nguyên một cái hệ cầu thang được làm phun gỗ đỏ luôn quý vị ạ. Nhìn rất là to và khá là hố luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên lầu 1 để chúng ta xem là anh này thì anh sẽ bố trí ở khu vực lầu 1 như thế nào. Ở trên thì phòng ngủ ra làm sao. Và quý vị các bạn chúng ta đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ kênh YouTube Nhà Đẹp 192, để em có nhiều động lực tới nhiều nơi, tới nhiều căn nhà review và gửi đến quý vị và các bạn. Đây sẽ là không gian ở trên lầu 1 đây quý vị này. Khi mà bước lên đây thì có cảm nhận thấy là anh này anh rất là chịu khó mình để co. Nó thể hiện cái việc là gạch ở dưới này thì anh đi theo kiểu là gạch thẻ và kiểu vân gỗ như thế này các bạn này. Đấy, đi cảm giác rất là mát chân luôn, và cái tông màu này thì khá là hợp. Chúng ta vào căn phòng ngủ đầu tiên đây quý vị. Phòng ngủ này sẽ là phòng ngủ chính đây, phòng ngủ master. Ở đây thì nội thất cơ bản rồi. À, cũng mập mập như em cho nên là cũng phải trang bị một cái máy chạy bộ đây này. Sáng nào cũng chạy. Đó, cái chiếc ghế sofa này thì sẽ đưa ở dưới lên. Đó, tại vì anh này anh cứ thích là nằm sofa này kia, đấy việc của anh. À, tủ giường kệ này kia đầy đủ cả. Bên này bàn trang điểm. Đấy, chắc hoa hiếc này kia ai mua thì tặng luôn này. Đó, xuống bàn giao giấy tờ xong cái tặng hoa luôn, 2-3 cuốn luôn. Ở bên ngoài này thì có cửa đây, cửa chúng ta ra cái ban công. Cái này là mai chiếu thủy. Một cái mai chiếu thủy rất là to. Và hình như hồi nãy em đứng dưới kia em có thấy là có tổ ong ở đây này. Có một cái tổ ong ở đây luôn á. Ở đây này. Nhờ anh Caramel nhìn lia gần cho quý vị thấy này, một cái tổ ong kìa. Đó. Nhà mà có tổ ong với ổ tò vò thế này thì thôi chứ rất là vượng khí luôn. Một cây mai chiếu thủy rất là to nhỉ. Được tạo hình tạo dáng. Được tạo hình tạo dáng rất là đẹp. Và mai thì tại bây giờ đang thay lá này, đang sinh chồi nảy lọc đây quý vị này. Rất là ấy luôn. Về phong thủy thì cứ phải nói là khỏi phải chê rồi. Đó. Mai chiếu thủy thay lá, ở trên cây mai chiếu thủy lại có thêm một tổ ong nữa. Nhà mà có ong tới làm tổ hay là ổ tò vò là tốt lắm quý vị. Rồi chim làm tổ nữa. Đây, nguyên dàn tủ đồ đây. Cũng khá là to. Phòng nào thì anh cũng có máy lạnh sơ bộ hết rồi. Vào đây thì sẽ có nhà vệ sinh luôn. Đấy, nhà vệ sinh để chúng ta sử dụng riêng cho cái phòng này. Đảm bảo cái quyền riêng tư cho quý vị. Và sang đây quý vị ơi. Đây sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Phòng này thì thấy là có hai giường. Chắc là dành cho hai bé. Đây, phòng này thì có hai giường đây. Hai tông màu khác nhau nha. Đấy. Cái này chắc là phòng dành cho bé, nhưng mà sao kỳ ta. Bên này giường màu hồng này đi cái ga này, mà bên này giường gỗ lại đi cái này. Không ngộ vậy. Ở trong này thì cũng có nhà vệ sinh này kia. Nhìn là chúng ta biết được rồi. Đây là phòng ngủ dành cho con của anh. Đó, bàn học, bàn hết này kia các thứ luôn. Có điều hòa đầy đủ cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra cái khu vực phía sau. Sau này sẽ là cái không gian giếng trời phía sau này quý vị này. À, giếng trời phía sau đây. Anh này bố trí cái giếng trời phía sau rồi đang kê máy giặt này kia đây. Đó, mọi thứ thì đang rất là ok, đang sinh hoạt bình thường mà. Đúng không quý vị? Đó, căn nhà này khá là hay, em thấy khá là ổn đấy, bố trí công năng khá là ok. Bây giờ thì ta sẽ lên trên lầu 2 đi quý vị, để chúng ta xem là ở trên sẽ còn những cái gì quý vị nhé. Xin mời quý vị các bạn. Nhà này thì có địa chỉ nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị mà muốn đi xem căn nhà này thì có thể liên hệ với em theo cái số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chúng ta tới đây, mình tham quan nhà, mình tới vòng xoay An Phú hoặc là ngã tư Miếu Ông Cù. Hoặc là quý vị chúng ta Sài Gòn thì chúng ta di chuyển mình có thể xuống ngay Aeon Bình Dương, kế bên với khu nghiệp V-Ship 1 ấy. Em đón quý vị vào xem thực tế cái mẫu nhà này luôn. Mua nhà là một phần nhưng mà mình chọn nhà nó là một việc quý vị ạ. Chọn được căn nhà ưng ý theo cái sở thích của mình nó khó lắm.
Tại vì có những căn nhà thì có thể là gia chủ người ta đã ở rồi, nhưng mà ở trong căn nhà đó có nhiều thứ để chúng ta phải mua. Mua vì cái sự chắc chắn, mua vì cái tài lộc của căn nhà đấy. Tại vì mỗi căn nhà thì theo như em được biết là có thần công thần đất đó, mà nó hợp với mình là làm ăn dữ lắm. Rồi, đây là nguyên cái khu vực nào gì? Anh set up đây cho vợ anh trồng rau đó, trồng bầu, trồng bí này kia các thứ vậy đó, trồng rau, trồng dưa các thứ. Ở đây thì chúng ta kê máy giặt phơi đồ, sau này có luôn bộ bàn ghế đây quý vị đó, bàn ghế đá này kia. Anh này chắc cũng hay suy tư đâu. Đây là không gian hệ giếng trời các bạn này, giếng trời ngay dưới nhà luôn nhá, nên là đảm bảo là căn nhà của chúng ta khi nào cũng thông thoáng, khi nào cũng sáng hết đó. Chúng ta có chạy led trần, led âm cho khu vực giếng trời này luôn. Và tiếp đây sẽ là một cái nhà vệ sinh nữa để chúng ta sử dụng chung ở trên khu vực lầu 2 này, thì cũng đầy đủ trang thiết bị thôi. Hình như là cái lầu này thì anh có vẻ là ít sinh hoạt hơn. Đó, vào đây quý vị, đây sẽ là căn phòng tiếp theo đây. Phòng này thì thường thường thì anh sẽ dành cho khách. Đó, khách tới chơi nhà người thân này kia về đó. Đây có một con gấu này to nhà. Không biết là dành cho nam hay nữ. Đây thì có nội thất cơ bản rồi, tủ tiếc này kia vậy đó. Rồi, ta ra cái phòng thờ gia tiên đây. Phòng thờ gia tiên phía trước này đây. Hiện tại bây giờ thì anh này thì anh chưa có thờ, mà chỉ là set up sơ bộ cái không gian đây thôi. Đó, sau này quý vị chúng ta có thể, nếu mình mua thì mình bên lương á, chúng ta sẽ thờ đây. Và đây sẽ là góc ban công đây quý vị. Góc ban công này sẽ dẫn ra cái khu vực ở bên ngoài này. Đây thì em lại thấy có một cái này là cây sung hả? Cây lộc vừng, cái này là cây lộc vừng. Cũng được uốn hình tạo dáng này kia, cũng khá là sinh động, khá là đẹp. Đấy, có thể góc máy này thì quý vị các bạn chúng ta có thể thấy được là từ trên cao đấy, khu dân cư của căn nhà mà anh đang ở đây cũng rất là vượng khí, rất là giàu luôn, toàn là một trệt một lầu hai lầu cả đó. Anh này anh chọn cái vị trí này cũng khá là ổn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xuống dưới đi quý vị, chúng ta sẽ nghe cái giá, nếu quý vị cần á thì chúng ta sẽ nghe cái giá chính thức từ gia chủ căn nhà này. Mời quý vị. Quý vị các bạn, chúng ta vừa tới tham quan một công trình nhà ở nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là một cái công trình mà được anh chủ nhà đích thân xây dựng và thiết kế. Bây giờ giàu quá rồi, bây giờ thành công quá rồi thì bán nhượng lại, hữu duyên lại căn nhà này cho vị khách nào chúng ta hữu duyên về để về quê phụng dưỡng cha mẹ già, có nghĩa là về để ăn dưỡng tuổi già đấy quý vị. Căn nhà này hiện tại bây giờ thì có diện tích là ngang 5 dài 17, một trệt 2 tầng lầu. Ngang 5 dài 18 quý vị, 5 dài 18 nhé, 1 trệt 2 tầng lầu tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giá bán hiện tại bây giờ anh đang mong muốn là 5,1 tỷ. Nhà này đã được hoàn công trên sổ rồi. Và quý vị chúng ta vừa xem hết video, nếu mà vị khách nào chúng ta hữu duyên với căn nhà này thì hãy alo cho em. Và căn nhà này của chúng ta có hướng là chính đông quý vị nhá, đường chính đông. Đó, chính đông thì rất là mát mẻ, ở khi nào cũng rất là ok luôn. Rồi, buổi review nhà của em ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Xin chào quý vị và các bạn.